Nó xin lỗi anh rồi thôi. Nhưng mà tóc nó không ấy được. Đến lúc tao dạy tao đứng ra bảo nha, tao nghe mọi cười. Cái lúc mà nó quay mẹ, biết rồi đâu, bảo mẹ luôn đi. Có biết nó cắt dài đâu, nhưng nó treo là cắt ngắn thôi anh. Nghĩa là nó định quay treo anh ấy. Anh em với nhau thì treo nhau tí sao đâu. Mẹ, thế bây giờ, đến cái lúc mà bọn tao treo mày, anh treo mày cứ thử xem. Em biết là treo thế nó tức rồi, nhưng mà bây giờ nó treo rồi thì... Thôi mày quay cái lôn đi. Quay cái gì? Quay cái gì? Quay cái gì? Bảo anh ấy cất quả nào nữa. Đây ra con Thái này. Con Thái còn đây này ai? Thái này đây hả? Ê, xe này. Xe anh gì đây? Cắt túi kìa. Nhớ nhanh nghe nào. Mẹ sửa được cái này. Mày sờ cái quay đi. Sờ. Không có phải ở đâu. Sao đâu anh, đạt theo đâu. Em nằm ngủ ngoài. Cái lúc mà nó quay ngoài biết rồi đâu, bảo mẹ luôn đi. Có biết nó cắt dài đâu, nghĩ nó treo là cắt ngắn thôi anh. Nghĩa là nó định quay treo anh ấy. Em với nhau treo nhau tí sao đâu. Mẹ, thế bây giờ đến cái lúc mà bọn tao treo mày, anh treo mày cứ thử xem. Em biết là treo thế nó tức rồi, nhưng mà bây giờ nó treo rồi thì... Thôi mày quay cái lôn. Quay cái gì? Quay cái gì? Quay cái gì? Quay cái gì? Tóc nó như này thì mày lên nó còn treo. Anh không đâu nhỉ? Nó xin lỗi anh rồi thôi. Nhưng mà tóc nó không ấy được. Đứng tao dậy tao đứng tao bảo anh em không em một cười. Mấy em trêu ngơ đâu thì mẹ lúc dậy ngồi lại còn cười. Mày em biết làm sao được. Cô đàn mày quay cái đéo gì mày. Thì em mới bảo. Quay cái đéo gì. Thôi em mới bảo quay cái gì. Em mới bảo nó quay trêu. Trêu cho cô. Lọc nhỉ. Xuống đây xem nào. Cô gì đâu. Xuống đây cười anh. Đến lúc tao chưa có gì em bắt đầu tức. Đấy ở nhà nó bảo xin lỗi anh rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh nóng nó không nên nói chuyện có gì, sáng mai chiều mai nó xuống nói chuyện với anh. Anh hỏi nó xuống nói chuyện với chị. Em với nhau cứ làm với nhau xong. Em biết rồi. Để quay TikTok cái thứ, nhưng mà quay nó cắt nó quá. Xin lỗi anh thôi. Anh để một tháng nó kiểu như để dài nữa. Tóc mày tháng 2 tháng anh mọc dày ngày. Thì bây giờ anh cắt tóc mày thì cắt cột mà khô mày để mọc nhá. Xem bao mọc nhá. Anh nhớ ơi.
mẹ này tay cầm chăn lơ, mày bảo nhớ 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 dúi lên tận đây hả? Nhớ nó bảo nhớ nhớ cắt dài đấy. Mày mẹ tóc của giống rồi không? Hả? Giờ thì mẹ làm cắt nhà kia, anh thì cắt chúng mày như này xem. Rồi em biết, đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cả đây nhìn này, bây giờ cắt đéo cả sửa được này. Đâu, xin nhìn được mà bây giờ nó sửa đây rồi. Anh quay bình thường được, không sao cả. Tầm tạm anh ạ. Rồi tôi cắt rồi. Mày sửa được không? Mày nó không cắt như trên này, nó không được, không thả mày nó không đến đây rồi anh. Nó rút nó chỉ rút đến đây rồi. Thật là mày nó không cắt cả. Chưa ôi anh em mình nhau bao lâu rồi anh? Thế mà kia tao chẳng chuyện đéo mình không có em nữa. Nó là em mình như là ai đâu anh? Chả anh em đéo được thôi. Nếu mà lần này nó quá thì nói chuyện với nhau lần sau phải được chiêu nghi được. Làm đéo có lần sau. Mày cứ lên mày bảo nó để cho anh cắt tóc của nó như thế em. Giờ chuyện với nhau rồi. Ở trên có tiền không anh? Nhìn nào cho đẹp. Thì cắt. Mẹ làm chủ quán tóc cắt nó hỏi mày có cắt trên không? Mày biết mày cắt ở dưới mày cắt trên không? Thì mẹ làm chủ quán cho thuê nhà nó cũng lấy cái tiền rồi. Thì mẹ cắt cái hỏi. Mày đi nhà này về. Mày làm về đi. Sao bảo luôn này, anh nói với Hiếu này, bảo luôn cả thằng nó em từ giờ đừng có anh em mình nào luôn. Thôi, giả ơi đi để mang, em giật nó xuống nhà anh, từ sau. Thôi, ba anh giật xuống nhà tao chỉ có đánh nhau thôi. Anh cứ cắt, anh cứ sửa ý. Bây giờ anh cứ chửi ý các thứ thế, rồi anh em cứ từ bao giờ, cứ từ nào, bây giờ chỉ thế rồi, tan nát. Tóc nó sửa được của anh. Thôi, mấy thằng ấy về đi. Dạ. Mai chiều mai mày khoảng. Bây em về trước anh. Thôi em về trước nhá. Có gì anh tía bảo anh Tùng hồi em. Vậy. Có anh nào không về luôn à?